Còn LC ở bảng đấu này cũng đã có được chiến thắng 3-1 trước đội bóng hạng nhất Coca. Đây là đội hình của HG La Giang. Chấn giữ khung thành là thủ môn Lê Văn Hùng. Các hậu vệ gồm có Mạnh Đen, Tú Hà Tĩnh, Tuấn Bò. Tuấn Bò là gương mặt mới bổ sung cho HG La Giang từ câu bộ Phù Đồng. Tiền vệ có Tâm Kaka và Hưng Nghệ, những nghệ sĩ sân cỏ, những cầu thủ có chất lượng chuyên môn rất tốt nhưng ít được ra sân thi đấu, và bây giờ anh đã đóng vai trò tiền đạo chủ lực. Bên phía Việt Phương Đông có sự góp mặt của thủ môn Vũ Văn Đài, các vệ gồm có Toàn Mường, Trọng Con, Long Thổ. Các tiền vệ trung tâm có Đoàn Tổ, Tuyến Tây và người chơi cao nhất tràn tấn công là Dũng Nema, cầu thủ trẻ người Bắc Ninh. Tên có thể nói là cực kỳ ấn tượng tại sân chơi sân 7, những người đã rất nổi danh với vai trò tiền vệ của sân 7 như Tâm Kaka hay là Vũ Quốc Hưng, Hưng Nghệ. Và sau đó thì là một trong những cán bộ ngân hàng rất gương mẫu của MB. Nguy hiểm! Như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên cho các cầu thủ HG La Giang. Tân binh Đoàn Khuê đã lên tiếng với một siêu phẩm cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt và hiệu quả. Đó là những gì mà các cầu thủ HG La Giang thể hiện trong bàn thắng mở tỷ số của Đoàn Khuê. Đây là một trong những dấu ấn, một trong những sự ra mắt của bộ đôi huấn luyện rất nổi ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên trưởng Dũng Bắc và trợ lý Kiên Mán, những cựu tuyển thủ Futsal chuyên nghiệp và những cựu tuyển thủ quốc gia trong bộ áo của đội tuyển Futsal Việt Nam. Bây giờ thì họ đang đồng hành cùng nhau để dẫn dắt HG La Giang bước sang một trang sử mới. Phong cách chơi bóng của Việt Phương Đông thường là chơi bóng cách chặt chẽ và hướng đến lối chơi phòng ngự phản công. Rất hay cơ hội, dứt điểm ngay. Không được, đó là pha phối hợp rất ăn ý giữa Long Thổ và Trọng Con. Cú nhả bóng cực kỳ vừa tầm của Long Thổ đã đặt Trọng Con vào một tư thế dứt điểm vô cùng thuận lợi, rất nhạy cảm, rất vừa tầm. Một tình huống phù hợp giữa hai cựu chuyên. Rất tiếc là pha dứt điểm bằng chân trái chân không thuận của Trọng Con đã đưa trái bóng đi chệch khung thành. Vũ Quốc Hưng cú đá thẳng, nguy hiểm. Cú đá cực kỳ khó chịu của Vũ Quốc Hưng. Đây cũng chính là cách mà Long Thổ thường tung ra những tình huống đá biên hay đá phạt trực tiếp. HG La Giang đã dùng chính gậy ông đập lưng ông. Suýt nữa thì đã có tình huống phản lưới của Tuyến Tây. Còn đây là cú đá của Tâm Kaka. Rất hay giữa những ngôi sao ở tuyến giữa của HG La Giang. Như đã nói thì HG La Giang là một đội bóng tham gia các giải đấu U17, U19 và U21. Nguy hiểm, cú đá rất căng của Long Thổ. Cú đi lên tới hơn 30m, đó là một cú đá rất đặc biệt đối với sân chơi bóng đá 7 người. Không nhiều những người có khả năng dứt điểm uy lực và chính xác ở khoảng cách ngoài 30m giống như Long Thổ. Lại là một cú đá phạt góc nữa của Long Thổ. Cú đá trúng cột dọc. Cực kỳ khó với một tình huống dứt điểm ở chấm đá. Và tranh chấp rất hay giữa Long Thổ và Tâm Kaka. Nguy hiểm. Lại là một cú đá trúng đích nữa của Long Thổ. Khả năng dứt điểm những cú đá mù hoặc những cú đá mù lại má của Long Thổ có độ chuẩn xác rất cao. Những clip hướng dẫn kỹ thuật bóng đá của Long Thổ trên các hệ thống, các nền tảng mạng xã hội cũng luôn thu hút được rất nhiều những sự quan tâm chú ý của các fan. Nguy hiểm. Một pha bóng mà Long Thổ và Đoàn Tổ đã định tạo ra một cú đá song sinh. Những người đã từng gặp nhau tại giải nhất ở mùa giải năm ngoái, với một trận đấu là một cuộc đối đầu giữa những hãng nước ngọt nổi tiếng Coca đối đầu với Fanta. Lúc đó thì huấn luyện viên Trịnh Quốc Hưng dẫn dắt Fanta và cũng đã có được chiến thắng trước Coca của huấn luyện viên Hải Bạc. Bây giờ là màn nguy hiểm. Không vào. Một tình huống có lẽ là đá ra ngoài còn khó đá vào trong, nhưng Trọng Con thì lại làm được ở một vị trí dứt điểm rất gần từ một tình huống bóng hai. Và dứt điểm cực kỳ khó chịu của các cầu thủ Việt Phương Đông, bóng lập bập và trôi qua trước khung thành của Hùng Lệnh rất thuận lợi, nhưng Trọng Con lại dứt điểm ra ngoài. Một là đá hẳn vào gôn, hai là truyền cho Dũng Lê Ma ở cột hai thì đã có bàn thắng cân bằng tỷ số cho các cầu thủ Việt Phương Đông rồi. Long Thổ nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 của các cầu thủ Việt Phương Đông và nó vẫn đến từ cái tên Long Thổ. Long Thổ bây giờ nếu như nhận mình sút bóng tốt số 2 ở sân Phủ Hà Nội thì chắc chắn là không ai dám nhận số 1 rồi. Một cú đá uy lực, một cú đá mù trong, bóng vừa đi căng cong và đã chạm một cầu thủ bên
phía trước khung thành của Hùng Lĩnh, khiến cho quỹ đạo trái bóng thay đổi. HC La Giang đã phải trả giá với những sự bị động của mình, với những sự thận trọng của mình. Và Việt Phương Đông một lần nữa lại thành công với sự kiên trì và những phẩm chất đặc biệt của các ngôi sao. Đây sẽ là một tình huống mà không biết là ban tổ chức sẽ đánh dấu đó là bàn thắng của Long Tổ hay là một tình huống phản lưới nhà của Tú Hà Tĩnh. Khả năng thi đấu của Gia Tử vẫn hết sức ấn tượng, đặc biệt là những tình huống đối đầu 1-1. Các cầu thủ có thể vượt qua Gia Tử. Nguy hiểm! Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ HC La Giang. Và đó là màn trình diễn của Quân Messi. Gần như đó là tình huống chạm bóng thứ hai của Quân Messi. Và kèo trái của HC La Giang đã lên tiếng bằng một tình huống xử lý rất bất ngờ. Đó cũng gần như là cơ hội thứ hai của đội bóng xứ Nghệ trong thời gian thi đấu của hiệp 1. Một hiệp đấu khá thú vị đối với các thủ HC La Giang. Họ có được bàn thắng vươn lên rất sớm ngay từ đầu trận đấu, sau đó thì co về phòng ngự và phải trả giá bằng một bàn thua. Nhưng ở thời điểm một thế trận khó khăn và có phần bị động thì họ lại có những ngôi sao có thể lên tiếng. Cú đá vừa rồi của Quân Messi có tốc độ và lực đi bóng không khác gì những cú đá của nguy hiểm. Không được. Rất tiếc đó là một tình huống xử lý sai về mặt kỹ thuật của Mạnh Đen. Và nó cũng cho thấy được nhãn quan chiến thuật, nhịp thi đấu và đường truyền tuyệt vời của Vũ Quốc Hưng. Dũng Đề Ma nguy hiểm. Wow, một trận đấu với những tình huống xử lý có kỹ thuật cá nhân vô cùng điêu luyện và một đẳng cấp rất cao. Nguy hiểm. Vẫn còn Long Tổ. Đó là sự vững vàng của Tú Hà Tĩnh. Tú Hà Tĩnh đã hết sức bình tĩnh để thực hiện tình huống cây lòng phá chạy bóng khỏi sự kiểm soát của cú đá từ Long Thổ. Một lần nữa chúng ta thấy được kỹ năng sút bóng giống tuyệt vời của idol Long Thổ. Rất nguy hiểm. Cú đá lại là một cú đá chất lượng nữa. Cú đá rất căng và chìm ngay về phía cột một với khả năng cắt mặt của Tuyến Tẩy. Nói chung là cứ mỗi lần idol Long Thổ đứng trước bóng lại là một sự nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Tuyến Tây, Trọng Con, Võ Duy Nam, Long Thổ giữ điểm ngay. Bàn thắng cân bằng tỷ số 2 đều của Việt Phương Đông và vẫn là cái tên Long Thổ. Quá xuất sắc. Một giây phút mà các hậu vệ của HC La Giang đã mất tập trung và để cho Long Thổ quá nhiều khoảng trống. Võ Duy Nam cũng đã có một tình huống dứt điểm, không phải là dứt điểm mà một pha xử lý rất hay, rất tinh tế khi thực hiện một cú đánh gót đưa trái bóng đến đúng vị trí của Long Thổ. Và với một cầu thủ như Long Thổ, một khoảng trống đầy đủ không gian và thời gian thì đương nhiên họ sẽ tận dụng thành công. Một cú đá mù lai má có thể nói là như bắn bóng của Long Thổ. Hùng Lịch đã khá tự tin khi băng lên cao để thu hẹp cú đá này. Nhưng phạt dứt điểm của Long Thổ quá khó chịu. Bóng đã khẽ chạm chân Hùng Lịch và vượt qua tầm kiểm soát của Gia Tử. Long Thổ 2 và HC La Giang 2. Sắc bóng tứ kết nguy hiểm. Cú đá mất bóng của Gia Tử cũng là một pha xử lý rất hay của cựu trung vệ. Câu bộ Tuấn Sơn. Không phải, đó là pha xử lý của cầu thủ trẻ mới vào sân, Anh Tùng. Dáng rất giống Gia Tử và đi đôi giày xanh. Mizuno cũng rất giống với đôi giày của trung vệ Gia Tử. Thời gian còn lại, Long Thổ cũng đang gắn bó với bóng đá phong trào. Nguy hiểm! Những bài phối hợp rất hay. Không vào, Cường Long Anh không vào. Những tình huống phối hợp cực hay của các cầu thủ Việt Phương Đông lần này không phải là một cú sút của Long Thổ nữa mà là một đường truyền đáy biên đầy bất ngờ. Pha xử lý của Đa Hùng vòng, Võ Duy Nam. Cú đá mất bóng của Võ Duy Nam nhưng rất tiếc là bóng lại đi không trúng khung thành của thủ môn Hồng Lịch. Những phút cuối có thể nói là cực kỳ ấn tượng của Việt Phương Đông với những tình huống phối hợp bài bản, với những pha dàn xếp có thể nói là đơn giản nhưng